với cô. Con tính là cái bữa ra mắt á, hay là mình đãi ở nhà hàng Nón Lá được không? À, được đó. Ở đó món ăn cũng ngon mà, con đặt đi. Vậy mình quyết định nha, con sẽ chọn bằng lớn. Lâm Chi, con đi đâu vậy? Quyết định vậy đi. Ờ, dạ. Ủa, mọi người chọn được nhà hàng rồi hả? Ừ. Rồi sao? Mà hỏi chi? Dạ thì con hỏi cho biết là bữa đó con tới luôn cho tiện. Tới làm gì? Bà thấy con không nhất thiết là phải có mặt ở đó. Ở nhà đi cho nó lành. Quá kỳ thiệt đó. Nó tới nó cũng giúp ích được cái gì á. Cái thằng này nó chỉ có giỏi nó gây chuyện thôi à. Bà cho nó đi á, nhiều khi con mang nhục về đó. Con có làm gì đâu, suốt ngày ba cứ la ba chửi con hoài. Ba này cứ vậy không à. Sao cứ khiến con rể hoài vậy? Ăn hiếp cái gì, bà cũng từng là nạn nhân của nó, bà thấy chưa? Trời ơi, cái thằng này mà phải nói như vậy á, nó mới tỉnh ra được. Tâm Hi. Dạ. Con thấy ông đối xử chú vậy có quá đáng lắm không? Dù chú có làm gì sai đi chăng nữa thì chú là ai? Chú cũng là thành viên trong gia đình mà, tại sao lại cấm chú tới bữa tiệc của gia đình như vậy chứ? Dù gì chú với cô cũng ăn ở với nhau hai mặt con rồi, đối xử chú gì mà coi được á. Dù gì á, chú cũng là con rể trong nhà mà, sao lại xem thường chú đến như vậy chứ? Con chưa biết đâu nha, lần trước con biết ông nói gì với chú không? Ông nói hãy nghĩ tới cái chuyện chú làm là muốn đập vô mặt chú rồi. Trời ơi, cái mặt người ta muốn đập mà đập mà. Con nghĩ sao muốn đập là chú để yên vô đập, chú phải chạy chứ sao để yên được. Con xin lỗi chú, nhưng mà bây giờ con phải chuẩn bị đồ nấu ăn rồi. Có gì chú kể chuyện với sau nha. Không có sao hết á. Bây giờ con cứ vừa làm mà vừa nghe chú nói cũng được. Con không cần phải chú tâm đâu. Dạ, con xin lỗi chú, nhưng mà bây giờ con không có tâm trạng để nghe. Hả? Thật sự là con muốn nghe lắm, nhưng mà bây giờ thì không thể. Con phải đi chợ rồi. Con chào chú nha. Chuyện còn dài lắm mà. Ba kêu dạ. Cho bằng lại cậu đây. Được, con muốn khiêu chiến cái gì? Đúng. Vậy thì hai ba con mình đấu một trận đi. Hay. Chịu thua đi, đầu hàng chưa? Trời, cái kiểu gì kỳ cục hồi nó không bao giờ. Khiêu chiến nhanh mà. Dạ anh ơi, hình như anh uống hơi nhiều thanh anh. Không sao. Anh có chuyện không vui hả anh? Trong tình yêu, tôi luôn là người thiệt thòi. Tôi đối xử với người ta bằng cả tấm lòng của tôi, nhưng đổi lại người ta đối xử tôi không bằng một nửa. À em hiểu rồi, thường á mà trong cái tình yêu của anh thường anh yêu kẹt, thì anh lại chính là người lại nhận nhiều đau khổ. Thiệt thòi. Vậy em thấy em cho anh cái câu này rất là vui, chắc anh đang buồn nữa. Những mặt nó biết buồn người khỏi hỏi. Này, rất đẹp à. Gì vậy? Anh nhìn kỹ nha. Ồ, sao hay vậy? Ghê ghê anh. Quá ghê luôn á. Làm lại tụi con lần nữa đi. Đúng hả? À. Đây này, đó. Thiệt luôn á nha. Em hả? Làm lại lần nữa đi. Ừ, làm lại lần nữa tôi coi đi. Ok. Anh ơi, em quán em đóng cửa rồi. Thiệt nãy em làm nhiều lắm mà anh cho em về anh.
Sữa hả? Dạ. Đâu có sớm được trời. Mà công nhận cái trò này hay thiệt á. Chỉ cần biết một chút xíu ảo thuật thôi là có thể lôi cuốn sự quan tâm của mọi người. Ê, nói nghe là hồi trước khi về á, chị chỉ tôi cách làm cái này đi. Ảo thuật là thường em học trên sách báo với mạng. Không chỉ được hả? Anh nếu mà giờ không chỉ thì làm lại cho con một lần cuối cùng đi. Nói thiệt nha, tôi sắp biết anh làm sao nó ra cái ông luôn rồi đó. Anh làm lại tôi coi một lần nữa đi nha. Nói thiệt rồi, quán nó đóng cửa rồi. Đóng đi, tôi ở đây ngủ với anh luôn. Gia đình chắc đi đường xá cũng xa xôi lắm mà. Chắc cũng mệt rồi à. Dạ, cứ để mọi người tự nhiên. Dạ, xin mời. Dạ. Dạ, xin phép cho tôi được giới thiệu. Đây là chú ruột của tôi. Đây là anh rể. Còn đây là chị hai. Cũng xin giới thiệu. Đây là con gái lớn. Còn ngồi kế là con trai út. Còn đây là rể của tôi. Rất hân hạnh được quen biết với quý cô. Xin dành tặng cho quý cô đây. Cô cảm ơn nha. Con biết ảo thuật đó hả? Dạ, chỉ là một chút tài lẻ thôi ạ. Cậu hay quá. Nhưng mà có cái trò nào mà con biến cái bông này thành tiền thiệt không con? Dạ, trò đó thì con sẽ về con nghiên cứu. Nhưng mà con nghĩ chắc cũng đơn giản lắm thôi. Trời ơi, con rể thiệt là giỏi quá. Biết ảo thuật nữa. Thiệt là tuyệt vời. Dạ. Giỏi lắm. Đã nói là ba sẽ hãnh diện về con mà. Xin tặng cho bà xã. Ba với cậu ba thích không? Tặng ngựa cây luôn, con nhiều bông hồng lắm. Thôi con nãy giờ rồi diễn nhiều rồi. Thôi bây giờ mình nhập tiệc đi ha. Khoan ba, con còn một trò cuối cùng nữa. Để con biểu diễn xong rồi cái mọi người ăn luôn cũng được mà. Không, nhưng mà có một cái bây giờ nè, mọi người đều đói hết rồi. Vậy là ai cũng có mỗi người một cây bông hồng rồi. Thôi mình ngưng đi. Nhưng mà con đã chuẩn bị xong rồi. Trò này con bảo đảm với ba ha. Nhanh gọn mà ý nghĩa lắm. Coi xong cái mình ăn liền. Ha mọi người nha. Rồi 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 rồi. Lập. Dạ. Dạ, trước tiên con xin thành tâm chúc phúc cho ba và cô Liễu đây. Hy vọng rằng sẽ có hỷ trong tuần trăng mật này thì thật là tuyệt vời. Và bây giờ con sẽ tiếp thêm một chút sinh lực để hai người mau có bé bì. Anh nói cái gì vậy? Con Liễu bao nhiêu tuổi rồi còn một chút có bé bì nữa. Và bây giờ con xin mượn một chút sinh lực của người phụ nữ đang
mang thai. Cộng với một chút sinh lực, cường lực của người lớn tuổi nhất trong cái bàn này. Ông chờ xíu cho con mượn cái mặt ông đi. Dạ, nhanh nhanh đi ông, mình còn ăn nữa. Dạ. Và bây giờ, điều bất ngờ sẽ hiện ra trong cái nón này. Không biết sẽ là cái gì trong đây đây ta ơi. Lại đi. Ba. Mày làm cái trò gì vậy hả? Tiệc người ta trang trọng, một mình mày làm loạn cả lên. Tại con khí bầu không khí gượng gạo quá cho nên muốn giúp vui thôi. Giúp vui với vui cái con khí. Bây giờ nhìn cái bản mặt mày á, tôi muốn đá cho mày một cái bây giờ. Bình tĩnh đi ba. Bình tĩnh đi ba. Anh cũng có ý tốt mà ba. Trong cái màn cuối á, nếu không bị sai sót gì con chim á thì tao biểu là nhập tiệc đi. Hả? Mày cãi tao hả? Bây giờ mày làm vậy đó hả? Trước khi ra khỏi nhà tao dặn rồi, không nói gì hết hả? Không làm cái gì hết. Trời ơi, bây giờ mày về mày soi gương lại mày đi. Mày sống cái kiểu này thì có ai ưa mày không? Con chỉ muốn giúp vui cho mọi người thôi chứ bộ. Ba nói vậy, ba có thấy ba quá đáng lắm không? Ba nói mặt con khó ưa hả? Mặt của ba nhìn chắc dễ ưa lắm à. Ba. Anh có ý tốt nhưng mà anh thể hiện không tốt thôi ba. Bình tĩnh, bình tĩnh đi ba. Bình tĩnh đi ba. Em làm gì vậy? Ôi, anh về rồi đó hả? Nè công lù khù, qua đây đi, em cho anh coi cái này hay lắm nè. Coi gì? Coi gì hả? Em đã lén đặt mấy camera quay lén anh trong một tuần vừa qua để coi những lời ba nói về anh có đúng hay không. Qua đây ngồi coi nè. Nói gì tự nhiên quay vậy? Quay cái gì thì qua đây ngồi coi nè. Mới lên. Coi kìa. Ông mới đi Ả Rập sao đi về hả? Ở bên đó chắc là nguy hiểm lắm ha. Qua bên đó ông có gặp ông Obama Bin Laden không? Không biết thì thôi đừng có nói. Bày đặt phát biểu linh tinh. Obama Bin Laden là ai à? Hả? Obama là cựu tổng thống Mỹ đúng không? Còn Osama Bin Laden là trùm khủng bố đúng không? Nhưng mà ông đó ông đã chết rồi. Ở đâu ra có ông Obama mà Bin Laden nữa hả? Rồi còn bị đặt đến từ Ả Rập Saudi nữa. Không biết thì thôi làm ơn đi. Nói tầm bậy tầm bạ. Ông à, y trong bốn chuyện gọi là gì vậy ông? Ây gì ba cũng không biết ấp hấp úng. Ây là đơn giản để ông giải thích cho nghe. Ây có nghĩa là giao bóng ăn đĩa trực tiếp ha. Tức là mình giao bóng mà khiến đối phương không thể nào đoán được trái bóng. Hoặc là mình giao bóng mà rớt trong sân, ăn điểm trực tiếp đó. Hoặc là đối phương có thể chạm bóng rồi nhưng mà bóng rơi ra ngoài sân, vậy gọi là ấy đó, đơn giản vậy thôi. Cũng may phước ha, cái này là nằm trong phạm trù hiểu biết của anh nè. À, mà anh làm ơn đi được không? Anh có biết là anh làm như vậy là ba hả? Ba cảm thấy ba quê lắm luôn á. Người gì đâu mà không có biết ý biết tứ gì hết trơn á trời. Lần sau phải biết để ý ba giùm cái đi. Cô hả? Cô thử miếng bánh bao này ngon lắm. Cô con nói thiệt á, ngon lắm, con ăn thử đi. Cô đã nói là không ăn rồi mà. Bây giờ vậy nè, cô mở miệng ra con đút cho. Ngon lắm, con nói thiệt á. Không muốn ăn mà. Cô ăn đi, ngon lắm mà. Thôi, tôi nói là không muốn ăn mà. Con nói ngon mà. Có chưa? Nè, cô cầm ăn đi. Cô. Anh có biết là anh làm như vậy anh phiền phức lắm không? Thiệt sự luôn á. Phiền ơi là phiền luôn à. Thank you.
con anh nè. Mục tiêu đó đều bị hạ gục. Nhây lắm không vậy? Không những nhây mà còn lốn nữa. Một cái trò thôi mà từ sáng sớm tinh mơ cho tới tối mờ tối mịt không biết chán là gì luôn á. Nhìn kỹ lại mình đi. Ba. Mấy chục tuổi đầu rồi. Ba lửa rồi ha. Ba đứa con rồi đó. Không có biết kiềm chế bản thân gì hết trơn á. Người gì đâu mà nhìn nhây mà nhìn lốn nữa. Làm riết rồi thiệt á. Mọi người ai cũng ngán ngẩm mặt hết trơn. Thiệt tình. Làm gì cứ lố cũng vượt giới hạn hết trơn á. Tưởng né ba được hả? Thì ra anh là người như vậy thiệt hả? Chứ làm sao nữa? Anh không thấy nữa hả? Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.